Nỗi đau sau chiến tranh phần 1 là tập sách văn học do Bảo tàng tác phẩm hậu chiến tranh Minh Chuyên và Câu lạc bộ thơ Lục Bát tỉnh Thái Bình chọn lọc biên tập. Tác phẩm được tập hợp in trong 25 tập sách này được lựa chọn từ hàng nghìn tác phẩm tham gia phong trào sáng tác văn học thiện nguyện về đề tài hậu chiến tranh Việt Nam từ năm 2019 đến nay. Gồm các thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản văn học, thơ ca, trường ca. Mỗi tác phẩm là những tiếng lòng xót thương trào dâng từ ngòi bút, tạo nên hình tượng văn học, hình tượng những phận người thời hậu chiến. Tại buổi lễ, Ban vận động tiếp tục kêu gọi và phát động phong trào sáng tác văn học thiện nguyện lần thứ 3, viết về đề tài hậu chiến tranh Việt Nam, với kỳ vọng sẽ có thêm 25 tập sách mới bổ sung vào dự án xuất bản trọn bộ 50 tập sách văn học mang tựa đề Nỗi đau sau chiến tranh như một chứng tích về chiến tranh giữ lại cho hậu thế.